Sao nam Trường Tương Tư cắt đứt quan hệ với bạn thân sau khi nổi tiếng, lộ bản chất kiêu ngạo. Cư dân mạng vừa soi ra một chi tiết chứng minh mối quan hệ giữa Đàn Kiện Thứ và người anh cùng nhóm đang có dấu hiệu rạn nứt. Phải chăng nam diễn viên vừa nổi tiếng đã trở mặt với bạn cũ? Không thể phủ nhận, dù hoạt động nghệ thuật được một thời gian và góp mặt trong nhiều dự án phim, nhưng cái tên Đàn Kiện Thứ vẫn không được công chúng để mắt tới. Mãi đến khi Trường Tương Tư lên sóng, mỹ nam họ Đàn mới nhận được sự yêu mến và ủng hộ tăng vọt từ khán giả, giúp anh dần trở nên có chỗ đứng hơn trong làng giải trí Hoa ngữ. Đàn Kiện Thứ lần đầu ra mắt với vai trò ca sĩ là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nam MIC. Trong nhóm, anh chàng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với người anh Triệu Vĩnh Hâm. Do đó, cứ mỗi năm tới sinh nhật Tương Liễu, nam idol này đều gửi lời chúc tốt đẹp đến đàn em trên mạng xã hội. Thế nhưng vào dịp sinh nhật năm nay của Đàn Kiện Thứ thì lại hoàn toàn bạt vô âm tín. Chính vì Triệu Vĩnh Hâm không hề có bất cứ động thái nào khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc, nghi ngờ tình bạn nhiều năm giữa hai sao nam đã sớm rạn nứt. Ngược lại với số đông, có ý kiến cho rằng việc Triệu Vĩnh Hâm không công khai gửi lời chúc mừng tới Đàn Kiện Thứ như mọi khi hay hạn chế tương tác trên mạng xã hội là để tránh một số hiểu lầm không cần thiết. Và việc thiếu một lời chúc cũng không đủ chứng minh được mối quan hệ của nam diễn viên cùng đàn anh đã xảy ra vấn đề. Được biết, ở Trường Tương Tư, dù Tương Liễu chỉ là nam thứ, nhưng sức nóng của nhân vật này thậm chí còn vượt xa nam chính Thương Huyền. Đồng thời, theo một số trang tin tức tại Trung Quốc tiết lộ, thù lao Đàn Kiện Thứ nhận được khi đóng phim này nhiều hơn cả Trương Vạn Ý và Đặng Vi cộng lại. Tháng 8 vừa qua, Trường Tương Tư phần 1 đã chính thức khép sóng. Các mọt phim đều đang mong chờ lịch chiếu phần 2 của siêu phẩm này, đặc biệt là những diễn biến tiếp theo của chuyện tình bùng binh, những hấp dẫn của Tiểu Yêu, Dương Tử và bốn nam nhân Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu và Phong Long. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án nhà Tencent liên tục ghi nhận nhiều kỷ lục mới, mang về loạt thành tích đáng nể, khó dự án nào bì kịp. Có thể khoảng cách để Trường Tương Tư chạm tới hai chữ đại bạo còn xa, nhưng phim hoàn toàn xứng đáng là tác phẩm nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ từ đầu năm đến nay. Cũng nhờ tiếng vang của bộ phim mang lại mà các diễn viên góp mặt, đặc biệt là Bộ Tứ, Dương Tử, Đan Kiện Thứ, Đặng Vi và Trương Vạn Ý được hưởng lợi không ít, sự nghiệp càng phát triển theo hướng tích cực hơn. Trước sự góp vai trong Trường Tương Tư, Đan Kiện Thứ hoạt động nghệ thuật vô cùng miệt mài, nhưng nhiệt lượng lại tương đối nhỏ, anh gần như mờ nhạt trước dàn lưu lượng Hoa ngữ. Tuy nhiên, có một điều đáng khen ở mỹ nam họ Đàn là dù tay ngang lấn sân sang phim ảnh, nhưng khả năng diễn của anh lại khá ổn, cân được nhiều dạng vai khác nhau cũng như thành công chạm tới cảm xúc người xem. Trường Tương Tư là tác phẩm tiếp theo trong hệ liệt Sơn Hải Kinh của cây bút nổi tiếng trong giới ngôn tình Đồng Hoa, nối tiếp Từng Thế Ước, viết nên câu chuyện tình thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu và ba chàng trai Thương Huyền, Chuyên Húc, Đồ Sơn Cảnh và Tương Liễu. Sau màn hợp tác cực kỳ ăn ý trong Trường Tương Tư, Dương Tử và Đàn Kiện Thứ có khả năng sẽ tái hợp ở một dự án mới. Theo đó, mạng xã hội vừa bất ngờ xuất hiện đồn đoán cho rằng Tiểu Yêu và Tương Liễu sẽ tái ngộ trong dự án Tố Lưu Niên. Đáng chú ý, tại bộ phim này, Đàn Kiện Thứ được cho là thoát xác nam phụ, phi thăng trực tiếp lên hàng nam chính. Dù chỉ mới là tin đồn, nhưng phần lớn người hâm mộ đều bày tỏ sự mong chờ trước màn tái hợp của cặp sao Trường Tương Tư. Lý giải cho sự kỳ vọng này là vì netizen có thể được chứng kiến cảnh yêu đương tình tứ giữa Dương Tử và Đàn Kiện Thứ như một cái kết hoàn mỹ cho cả hai, thay vì chia cách, đau thấu tâm can như ở bộ phim trước đó.